Bốc hơi ngùn ngụt luôn này. Ui nóng 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 nóng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip nướng cá. Nhưng mà nướng cá không phải theo cách thông thường, mà là sẽ nướng cá bằng diêm. Tiếp tục cái series mà nướng gà bằng diêm ấy. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái series đấy, đó là nướng cá bằng diêm. Và số lượng diêm lần này sẽ tăng lên rất là nhiều, đó là khoảng 17.000 que diêm nhé các bạn nhé. Đây. À, thì tôi chưa thấy ai nướng cá bằng diêm bao giờ. Và hôm nay tôi sẽ quyết định nướng cá bằng 17.000 que diêm để xem nướng cá bằng diêm nó sẽ như nào nhé các bạn nhé. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ tiến hành gắn diêm vào một cái mâm. Tiếng đồng hồ mới được một góc của cái mâm. Thật sự làm cái này chúng ta cần kiên trì và kiên nhẫn. Xong cảm giác rất là vui các bạn ạ. Ok, đây là mâm riêng của chúng ta. Đó. Mâm riêng chà bá luôn. Đây là mâm riêng với 17.000 que riêng nha các bạn nhé. Rất là nhiều riêng. Đó, các bạn có thể chiêm ngưỡng. Một mâm riêng rất là lớn. Và để sản xuất ra một cái mâm riêng này tôi đã mất gần 3 tiếng đồng hồ. Đó, các bạn phải thấy những người làm nội dung như chúng tôi rất là vất vả. Vì thế các bạn hãy luôn luôn ủng hộ những người làm nội dung như chúng tôi. Tuy làm ra những cái trò chơi này nó hơi vất vả một tí, nhưng mà đó là công sức tôi làm ra. Vì thế tôi cảm thấy rất là vui. Vì tự tay tôi sản xuất ra, tự tay tôi làm ra những cái trò chơi, những cái sản phẩm của tôi. Vì thế tôi cực kỳ là vui. Chứ tôi không ăn trộm, tôi không riết, tôi không làm cái gì, bất cứ cái gì liên quan đến pháp luật, hoặc là lấy trộm hay ăn cắp của ai cả. Ok. Tóm lại đó là sản phẩm của tôi làm ra, vì thế tôi rất là vui. Dù cho có vất vả hay là khó khăn đến đâu tôi vẫn rất là vui. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đi chế biến cá để nướng cá bằng 17.000 que diêm luôn. Bây giờ tôi sẽ ướp gia vị vào con cá này nha các bạn nhé. Con cá này tôi đã làm sạch sẽ rồi. Đó, các bạn có nhìn đấy. Đánh vẩy các kiểu rồi. Và bây giờ tôi sẽ ướp gia vị vào. Đó, đây là gia vị của tôi chế biến này. Gia vị gia truyền của nhà tôi đấy các bạn ạ.
chỉ có nhà tôi mới làm được thôi. À nhầm, chỉ có tôi nhầm. Chỉ có tôi mới làm được cái loại gia vị gọi là đẳng cấp này thôi. À, đùa thôi, cái gia vị tôi cho linh tinh vào thôi. Không nói nhiều nữa, ướp luôn nha. Đó. Hơi ướp thôi mà con cá nhìn rất là ngon rồi. Chúng ta lên nhét gia vị vào những cái khe cứa này. Đó. Chúng ta đặt con cá lại. Ướp hai mặt nhé các bạn nhé. Ướp kín thôi. Ướp làm thế nào để cho gia vị nó ngấm con cá, ăn cho nó ngon các bạn ạ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị vào trong bụng con cá. Đó. Cho vào. Bây giờ con cá của chúng ta nhìn rất là bắt mắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bọc giấy bạc của con cá nha. May quá, vừa khít con cá, chúng ta sẽ cuộn giấy bạc vào nha. Đó. Ok, vậy là chúng ta đã gọi là cho gia vị vào con cá xong. Bây giờ chúng ta sẽ chờ 15 phút cho gia vị nó ngấm vào con cá và chúng ta sẽ đi nướng nha các bạn nha. Đã đến giờ khắc thiêng liêng, con cá chúng ta đã ngấm gia vị rồi và bây giờ tôi sẽ nướng cá luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành châm lửa nướng con cá này luôn để xem cá nó có chín không. 1, 2. Gió to quá. Lửa bốc lên gọi là cao lên đỉnh nóc nhà luôn. Ok, tôi khuyên các bạn là các bạn không lên nghịch diêm với số lượng lớn như này vì có thể gây các bạn có thể bị bỏng hoặc là gây cháy nổ. Tôi khuyên các bạn không lên chơi với số lượng diêm nhiều như này. Ok, chỉ tôi làm clip thì tôi làm cho các bạn xem thôi, còn các bạn tuyệt đối không nên làm theo tôi. Bây giờ tôi sẽ lật con cá lên. Theo tôi để ý là con cá này nó chưa chín nữa các bạn nhé. Các bạn là con cá này nó to quá các bạn ạ. Lúc tôi mua là con cá này hơn 2 kg, vì thế là nó lâu chín là đúng các bạn, vì nó rất là to, cần thời gian dài nữa nó mới chín cơ. Ok, bây giờ tôi sẽ để con cá ở đây và tôi sẽ đi ngủ một giấc nhé, để chờ cá chín nhé, không cứ ngồi ở ngoài lắng này đen da, đen hết làn da châu Phi của tôi. Ok, đùa thôi, tôi sẽ chờ cá chín. Tắt, bây giờ tôi sẽ gỡ cá ra xem cá nó có chín không nhá. Ôi, các bạn nhìn không? Con cá vàng chóe luôn. Yes. Ui, thơm cực luôn, thơm vãi chưởng. Tôi khẳng định. Ui ôi, ui cá nướng thơm thế.
Wow. Mùi thơm đấy các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn cá này. Bốc hơi ngùi ngụt luôn này. Ui, nóng. Đó. Quá hấp dẫn luôn các bạn nhìn này. Ui, ngon thế. Kiểu như cá luộc ấy các bạn ạ, cá lướng. Kiểu này kiểu giống như đặc cá luộc luôn. Thơm phung phức luôn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem kỹ nha. Xem kỹ cá nha. Thật sự nhìn, tôi chỉ nhìn qua tôi đã muốn ăn rồi, các bạn nhìn chưa? Ui ôi, nhìn cái làn da này. Da cá nó cháy, nó béo ngậy này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, ngon thế. Ui dồi ôi. Tôi khẳng định cá này chín rồi nhá các bạn nhá. Cá này chín rồi nhá. Đấy, nhìn ngon chưa? Mời các bạn ăn này. Ui, ngon thế. Ngon cực luôn các bạn, thật sự là rất là ngon. Ôi. Này có rượu uống hay có bia uống thì ngon tuyệt vời các bạn ạ. Không ngờ tôi lại lướng được con cá ngon đến vậy các bạn ạ. Thật sự bây giờ chỉ muốn ăn thêm thôi. Đẹp, đẹp. Ôi, ngon thế. Ôi. Đùa chứ. Cá lướng bằng 17.000 quay riêng của tôi tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn, tôi khẳng định với các bạn. Tuy các bạn không được ăn thôi nhưng mà các bạn chỉ cần nhìn thôi, nhìn lớp da cháy xém này các bạn nhìn này đấy. Nhìn những lớp da nó cháy xém này ăn rất là ngon. Nó siêu ngon luôn, không phải là ngon các bạn ạ. Những chỗ này nó trắng trắng nhưng mà ở giữa này nó trắng trắng nhưng thực ra đã chín rồi các bạn nhìn chưa? Nhìn kỹ xem. Chín rồi nhá. Này, đó. Nhìn cực kỳ ngon luôn. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo. Nếu các bạn có ý tưởng nào hay hơn ý, thì các bạn hãy comment vào phần comment nhé. Và các bạn nhớ rằng bấm chữ đăng ký đỏ đỏ ở góc tay phải màn hình thì sẽ nhận được những video sớm nhất từ tôi. Bấm mạnh vào nhá, bấm khi nào hỏng cái chữ đăng ký thôi. Các bạn bấm vào chữ đỏ đỏ đấy, bấm ký với hỏng thôi. Ok, hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn.